Rượu Cần Phú Túc của xã Hợp Phú, huyện Hòa Vang là một sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng, được đông đảo người dân du khách biết đến và ưa chuộng. Tuy nhiên, để giữ được nghề nấu rượu cần, chính quyền và người dân nơi đây đã phải đồng lòng, quyết tâm trong một thời gian dài. Ông Lê Văn Nghĩa, trú tại thôn Phú Túc, xã Hợp Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, được biết đến là người giữ lửa cho nghề nấu rượu cần Phú Túc. Trải qua thăng trầm, không để mất đi di sản, ông Lê Văn Nghĩa vẫn miệt mài ngày đêm giữ bí kíp làm men của loại rượu quý này. Với ông Nghĩa, ủ rượu là đam mê, tình yêu của người Cơ Tu đối với văn hóa truyền thống dân tộc. Và để nấu được rượu cần thì không khó, nhưng để nấu đạt đúng hương vị đặc trưng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng thì cần thiết phải có sự kiên trì, cố gắng, đặc biệt là phải thật sự yêu và sống hết lòng với nghề mình đã chọn. Rất có duyên, bởi vì đây là cái đề án của xã theo mục tiêu là mỗi địa phương một sản phẩm, thành ra bản thân tôi rất là tâm huyết về vấn đề này. Từ cái chỗ mà mình cứ tưởng là hầu như gần mai một, nhưng mà tới hiện nay từ năm 2003 tới nay vực dậy lên cái nghề sản xuất nấu rượu cần này thì phải mà đối với đời sống của dân cảm thấy rất là được nâng cao. Với người Cơ Tu, rượu là thức uống của mùa lễ hội và tình đoàn kết dân tộc. Người thưởng rượu ngồi thành vòng tròn uống cùng một ngụm rượu ngang nhau bằng những chiếc ống hút làm bằng tre sừng. Đây là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang đậm dấu ấn của núi rừng và thiên nhiên hoang dã gắn kết người dân. Tôi thấy là cái rượu cần của thôn Phú Túc là một truyền thống của đồng bào người Cơ Tu từ hồi xưa nay. Anh Nghĩa là đúng có một tâm huyết để là khôi phục lại bản sắc người đồng bào người Cơ Tu. Nhưng mà đây là cũng có cái phải là người mà phải có cái tâm huyết, thứ hai là có cái nhiệt tình, thứ hai là phải mạnh dạn. Hiện nay chỉ còn hộ gia đình ông Nghĩa vẫn bám trụ và giữ nghề. Ông mong muốn có thể chia sẻ kinh nghiệm, công thức nấu rượu cần đến toàn thể bà con để phát triển thành một làng nghề truyền thống, vừa tạo việc làm cho bà con, vừa khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Cơ Tu. Đối với tôi là ba luôn tâm huyết là muốn duy trì cái sản phẩm này để mãi truyền về sau, và muốn cái sản phẩm của mình phát huy hơn nữa, và không những như thế là muốn đặt cái chất lượng của sản phẩm mình để cho khách hàng nó tin tưởng, nó sử dụng. Rượu cần Phú Túc của ông Lê Văn Nghĩa đã đạt danh hiệu cúp vàng thương hiệu chất lượng cao năm 2016, được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 và chọn trưng bày tại gian hàng trưng bày của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng. Hiện xã Hợp Phú đã xây dựng bộ hồ sơ nâng tầm rượu Phú Túc thành sản phẩm OCOP đặc trưng của đồng bào Cơ Tu, để những chén rượu đều đặn được xuất xưởng, mang theo mong muốn lưu truyền nét đẹp văn hóa của người Cơ Tu tại đây.